Sáng ngày 16 tháng 9, nhằm mùng 2 tháng 8 âm lịch, đạo tràng chùa Kim Bửu, xã Vĩnh Thành, Lấp Vò, do Ni Sư Thích Nữ Như Thành trụ trì, trang nghiêm tổ chức đại lễ vô lan báo hiếu, Phật lịch 2567, dương lịch 2023 vu lan trở thành ngày lễ hàng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đẹp biết bao nếu ta vẫn còn có cha còn có mẹ mất cha mẹ rồi mới thấy tâm hồn trống trải mới thấm thiế nỗi cô đơn trong buổi lễ các phật tử đã cài lên ngực áo chư tôn đức tăng ni quý khách quý và các đạo hưởng những bông hồng vàng đỏ hồng trắng được tượng trưng cho sự giải thoát thanh tao của bậc xuất gia tôn quý Cùng đối trước chư tôn đức, Phật tử Ngọc Vân đại diện cho đạo tràng Phật tử chùa Kim Bửu dâng lên lời khánh tuế đến chư tôn đức sau 3 tháng an cư kiết hạ được viên mãn, được tăng thêm hạ lạp cũng như kính dâng lên chiếc Ikasa là món pháp khí để quý ngài tùy duyên phương tiện làm hành trang trên bước đường hoàng pháp lợi sanh. Để cho hàng Phật tử được ân triêm phước lạc, tại buổi lễ đại lão hòa thượng thích nhật quang thành viên hội đồng chứng minh giáo hội phật giáo việt nam chứng minh ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đồng tháp đã thay lời đại tăng doãn nạp lễ phẩm cúng dường và ban lời sách tấn đến đạo tràng hòa thượng huấn từ trong thế gian này dù cho lớn mấy mươi tuổi chăng nữa mà mất mẹ mất đi cha cũng cảm thấy bơ vơ lạc lỏng như những đứa trẻ mồ côi Đừng để mất cha mẹ, đừng vô tình với cha với mẹ, hãy phụng dưỡng cha mẹ khi còn có thể. Được tắm mình trong hào quang tình thương của cha mẹ, không còn hạnh phúc và sung sướng nào bằng, hãy trân quý khi cha mẹ vẫn còn ở trên cõi đời này. Buổi lễ vu lan tại chùa Kim Hữu được diễn ra trang nghiêm vãm tình đạo vị.